Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, 3 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Đà Nẵng gồm trên cầu Nguyễn Văn Rỗi, khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và khu đất thuộc dự án Phương Trang. Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1, tức 0 giờ ngày mùng 1 Tết Quý Mão Pháo hoa sẽ được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, sử dụng các loại pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Các sở ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và thực hiện bắn pháo hoa đúng chương trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn xã hội trên địa bàn.